Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày 24 tháng 12 2018. Chúng tôi đang có mặt tại Cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thuộc thành phố Santa Ana, miền Nam California. Kính thưa quý vị, Cộng đoàn La Vang cùng với Giáo hội Hoàn Vũ chiều ngày hôm nay cử hành đại lễ Vọng Phục Sinh, và đứng kế bên cạnh chúng tôi là cha Nguyễn Văn Luân, là chánh xứ của nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Thay mặt cho toàn thể Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, xin kính chúc toàn thể quý vị một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy thánh sủng Chúa. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội Hoàn Vũ, gần 1.500.000 người cùng tham dự đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Đây là một mầu nhiệm mà rất quan trọng đối với người Công giáo, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương con người chúng ta và đem Đức Kitô đến trần gian này, sinh ra một thân phận bé nhỏ nơi làng Bethlehem cách đây hơn 2018 năm trước. Đó là một cái lịch sử nhân loại và đó là một cái mầu nhiệm mà hôm nay người Công giáo rất hoan hỷ để mừng Thiên Chúa giáng trần. Ngài đến đem bình an, Ngài đến đem tình thương, Ngài đến đem ánh sáng cho nhân loại, vì nhân loại đã sống trong bóng tối cuộc đời. Và nhờ Ngài mà ngày hôm nay nhân loại được sáng lên, nhờ Ngài hôm nay tình yêu được bền vững, nhờ Ngài con người ngày hôm nay trở lại với nhau, con người bớt đi hận thù, con người bớt đi những cái gì là không phải của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà vì thế hôm nay tất cả trong cái niềm vui của một mùa Giáng sinh, tất cả giáo dân đến đây ngày hôm nay để cùng với toàn thể giáo hội để ca tụng tình thương của Chúa nơi con Chúa giáng trần, và chúng ta gọi là Immanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và đó là một cái mầu nhiệm tình thương. Và tất cả mọi người hôm nay rất vui mừng và chúng ta trao cho nhau những món quà. Nhưng cái món quà quan trọng nhất hôm nay chính là Thiên Chúa trao tặng tính con của Ngài cho nhân loại chúng ta. Và đó là mầu nhiệm rất tuyệt vời mà tất cả người Công giáo đều hoan hỷ trong ngày trọng đại này. Dạ, thưa Linh Mục, chúng tôi được biết qua phương tiện truyền thông thì cho biết là chiều ngày hôm nay cũng tại Roma, khi mà Đức Giáo Hoàng cử hành đại lễ Vọng Phục Sinh, Ngài đã nhắc tới một địa danh quan trọng, đó là Bethlehem. Thưa Linh Mục có thể cho biết thêm về ý nghĩa của khi mà Đức Giáo Hoàng nhắc tới hai chữ Bethlehem. Dạ vâng, nói về Bethlehem thì chúng ta biết không phải tự nhiên mà nó có, nhưng mà cách đó 800 năm, các vị tiên tri Isaiah đã nói về một cái thành phố nhỏ, rất nhỏ, là một cái thành phố không có ý nghĩa. Nhưng mà từ nơi Thiên Chúa đã cho con Ngài sinh ra ở thành Bethlehem trong xứ Judea, và là thành Bethlehem rất nhỏ, mà nếu chúng ta đi hành hương ở bên Do Thái thì ta thấy ngày hôm nay cái thành phố Bethlehem rất là nhộn nhịp, nhưng mà đó là những nơi di tích mà chính Đức Kitô đã sinh ra, và nơi đó Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay muốn đưa chúng ta hướng về nơi bé nhỏ, nơi đơn sơ nghèo nàn, nhưng mà từ cái sự nghèo nàn đó Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên giàu có trước mặt Chúa. Mà vì thế vị Giáo Hoàng ngày hôm nay Đức Cha Francisco trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh, Ngài có nhắc tới Bethlehem để chúng ta đến đây không phải chỉ mà cho thấy, nhưng mà đến đây để chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu mà chính Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta. Và đó là lý do mà Ngài muốn hai chữ Bethlehem là nơi Đức Kitô đã sinh hạ cho chúng ta. Và trước giờ thánh lễ bắt đầu, các em thiếu nhi giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã trình diễn hoạt cảnh hài nhi Jesus được sinh ra tại hang đá Bethlehem bởi Đức Trinh Nữ Maria khi được sứ thần Thiên Chúa báo tin. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc. Trinh Nữ hãy vui mừng lên vì Thiên Chúa tôn nở cùng Trinh Nữ. Lời chào như thế nghĩa là gì? Hỏi Trinh Nữ xin đừng sợ. Trinh Nữ rất đẹp lòng Thiên Chúa. Cô được ủng hộ ơn Chúa Trời. Rồi đây, cô sẽ có thai, sinh con trai, hãy đặt tên là Jesus. Chuyện đó sẽ xảy ra thế nào thì con chưa biết đến điều là chồng. Xin Marie lấy khứ đỡ chờ, Thánh Linh giáng xuống, dậy đầy trên cô, quyền năng che phủ lấy cô, để cho con thánh sinh ra trên đời, chính là con Đức Chúa Trời. Chẳng việc gì khó với Ngài. Vậy con sẽ có thai, xin hạ một con trai tên là Jesus. Con là tôi tay Chúa, xin lời Ngài phán được thành nơi con. Khi ông Giuse nghe Maria kể về việc thiên sứ truyền tin, ông rất sửng sốt và băn khoăn, và trong giấc ngủ thiên sứ lại đến gặp ông. Này ông Giuse, con đã lấy, anh đừng nghe ngại lấy nàng Maria, thai nàng mang bởi Thánh Linh, báo tin anh biết sẽ là con trai. Giêsu cứu rỗi chúng sinh, anh nên ghi nhớ để rồi đặt tên.
sứ thần Chúa và tán thiên. Việc này ứng nghiệm theo lời tiên tri, một chân nữ sẽ mang thai, hạ sinh em bé sẽ là con trai. Người ta sẽ gọi người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta hàng ngày. Và theo lệnh chính quyền thời bấy giờ, ông Giuse phải đưa Maria lúc đó đang mang thai gần tới ngày sanh phải trở về quê quán làm kiểm tra dân số. Không còn chỗ, hai ông bà được chỉ ra túp lều của người chăn chiên và tại nơi đây đã hạ sinh con trẻ Jesus. Tiếp tục tôn giáo phóng sự lễ mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Và sau hoạt cảnh Giáng sinh cho các em thiếu nhi trình diễn, thánh lễ đã được bắt đầu do linh mục Nguyễn Văn Luân làm chủ tế và linh mục Timothy Nguyễn cùng đồng tế. Và sau các bài đọc phúc âm là phần giảng thuyết của linh mục chủ tế. Có niềm vui đêm nay, đêm con Thiên Chúa
đến làm người, đêm mà nhân loại được ánh sáng huy hoàng, đêm mà con người tìm thấy lại tình người, đêm mà con người chúng ta nhìn thấy nhau vui mừng vì ơn cứu độ đã đến với tất cả chúng ta. Như là tiên tri Isaiah trước đây 800 năm đã nói về một đấng tiên sai sẽ sinh ra tại làng nhỏ bé của chúng ta, đó là Bethlehem. Và Bethlehem, anh chị em chúng ta thấy rồi, một thành phố rất nhỏ, nhưng từ nơi đây Thiên Chúa đã chọn để con Ngài được sinh ra với người phụ nữ là Đức Maria và thánh cả Giuse. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta vô vàn. Chúng ta nhiều khi yêu nhau bằng điều kiện, nhiều khi chúng ta nói với lại cái anh này, tôi yêu anh bởi vì anh làm nhiều job, tôi yêu em vì em đẹp. Nhưng mà Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, và vì thế Thiên Chúa đã cho con Ngài sinh ra một nơi rất là tồn tại. Chúng ta được sinh ra ở thành phố Fountain Valley, rồi xem ta bán nhà và các nơi khác nữa. Chúng ta có máy ít, máy sưởi. Còn Chúa Giêsu sinh ra thì ai? Những con bò đến để thổ hơi cho Ngài. Tại sao Thiên Chúa lại chọn cho con Ngài một chỗ rất là tồi tàn như vậy? Bởi vì Thiên Chúa muốn ở với con người. Cho nên anh chị em vừa nghe Emmanuel, tức là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta phải có một sự yêu thương nhau. Chúng ta đêm nay chúng ta trao cho nhau món quà, nhưng mà món quà quan trọng nhất chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Hy vọng rằng Ngài đêm nay đến với cõi lòng chúng ta để đem tất cả chúng ta một nguồn sinh lực mới, một lối nhìn mới, một con tim mới, để anh chị em vui tươi. Vì trong tuần lễ mà anh chị em thấy rồi, 30 người đã đến hòa giải với Chúa, 30 người đã đến, có những người 30 mấy năm không xưng tàu, họ đã được Chúa đến hôm nay, đêm nay trong ánh sáng huy hoàng. Có nhiều người bỏ đạo luôn, hôm nay họ trở về với Chúa. Đó là cái món quà tuyệt vời mà con người chúng ta, những món quà quý giá. Mới đây một câu chuyện của một người phụ nữ, đó là bà Harrison. Bà này ở thành phố New York. Bà này mới đây nhận một cái tin mà bà, cuộc đời bà không bao giờ ngờ. Đó là một đứa con của bà mà bị người ta đánh đổi cách đây 60 năm, đổi cho một bác sĩ khác. Bây giờ đây người ta đã thí nghiệm DNA và bà đã viết thư 30 nơi để hy vọng rằng đứa con bà sẽ trả lời cho bà. Và đúng như vậy, đứa con gái bà đây năm nay đã 60 tuổi, bà năm nay 88 tuổi. Một cái hội ngộ, một cái món quà bà không ngờ được. Bà nói cả đời tôi chỉ có một đứa con gái thôi, mà bây giờ đây nó mất tích, nó không biết ở đâu. Nhưng hôm nay, ngày lễ Giáng sinh này, hai mẹ con đã gọi là trở về với nhau trong một cái hoàn cảnh rất đẹp. Và bà nói rằng cái món quà mà Chúa yêu tôi chính là đứa con gái của tôi đã mất 60 năm nay, và nay con gái tôi đã tìm thấy. Đấy, món quà đẹp biết bao. Anh chị em chúng ta trân quý những cái món quà, cái món quà đoàn tụ, cái món quà yêu thương, cái món quà mà đêm nay chúng ta cho con cái. Nhiều khi những món quà đó con cái chúng ta mất đi, nhưng chúng ta cho nhau cái tâm tình yêu thương. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì đánh đổi bằng chính tình yêu, và tình yêu đó đã hạ mình xuống rất thấp để trở nên con người bé nhỏ. Thánh Anasio nói rằng nếu Chúa Kitô đã được sinh ra ở mác cỏ trên toàn thế giới ngày hôm nay mà Chúa Kitô không sinh vào lòng của tôi thì tôi được ích gì? Vậy thì đêm nay mọi người chúng ta, anh chị em thân mến, chúng ta hãy đem cái niềm vui của Đức Kitô sinh ra về với gia đình của ta, về với vợ con của ta, về với cha mẹ ta, để ta cảm ơn các Ngài vì chính cái tình thương, chính cái sự sinh ra này mà mỗi người chúng ta có mặt nơi trần thế, chính cái tình yêu Thiên Chúa mà hôm nay anh chị em được ngồi trong nhà thờ Đức Mẹ La Vang đêm nay, đêm Giáng sinh, chính cái tình yêu Thiên Chúa mà Chúa cho anh chị em đến cái vùng đất này mà giàu nhất hành tinh, mà chúng ta gọi là đất nước sữa và mật. Mong rằng anh chị em chúng ta đừng quên ơn Chúa, mong rằng anh chị em chúng ta tri ân cái món quà sự sống và Chúa trao cho anh chị em. Để rồi ngày nay có bao nhiêu người đã giết chết những trẻ vô tội, ngày nay có bao nhiêu con người đã vô tình để phá thai cái 2-3 lần, đó là những cái con người không cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa.
thư. Và nếu chúng ta nhân lên 10 năm thì 30.000 người chết. Bởi vì hôm nay mỗi người chúng ta thấy cuộc đời của anh em chị em chúng ta bên quê nhà cũng hiểu đau khổ vì chính cái bệnh ung thư là một căn bệnh mà ngày nay thời đại chưa có thuốc chữa. Tất cả chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không cảm nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa đối với nhau thì tất cả chúng ta vẫn chưa cảm ơn Chúa mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn Chúa đêm nay Ngài đã nằm trong tình yêu của Thiên Chúa Cha đến với nhân loại. Mong rằng đêm nay anh chị em chúng ta cho nhau lời chúc tụng đẹp nhất, chúng ta cho nhau cái tình thương vời vợi, chúng ta hãy xóa bỏ những hận thù trong trái tim mình để mặc lên Đức Kitô, Đấng xóa tội trần gian, Đấng và các thiên thần luôn luôn ca tụng, Đấng mà Thánh Phaolô nói tất cả mọi trên trời dưới đất khi nghe tên Giêsu đều phải quỳ xuống, bởi vì chính Thiên Chúa đã ở với con người cùng với Cha Thiên và toàn thể giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính chúc anh chị em một lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui và đủ hạnh phúc. Merry Christmas, Feliz Navidad. Và ngoài thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, mọi người cũng rất chú ý tới hang đá Bethlehem nơi hài nhi Giêsu được sinh ra. Và nhân dịp này chúng tôi đã được ông Nguyễn Văn Huyên là người phụ trách hang đá cho biết. Đây là năm thứ ba. Tôi với ba người con trai phụ với các con hội đoàn trong giáo xứ vào dựng hang đá, rồi mang cưa máy các thứ sang dựng cái hang đá này. Sau khi cái vấn này kia bỏ đi để làm cái hang đá này thì làm hết 3 ngày. Ông lần thứ ba ông thực hiện ngoài việc thực hiện cho nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, ông còn trước đây ông có thực hiện hang đá Bethlehem ở cho những nhà thờ nào không thưa ông? Dạ thưa, ngày xưa thì lâu lắm, năm 1965 thì tôi làm hang đá cho nhà thờ Hành Đông Tây lần đầu tiên, xứ Hành Đông Tây. Tôi ở Hành Đông Tây Gò Vấp. Tôi ở đây từ năm 60 cho đến khi xa 2003 tới với sang đây. Ở dưới đó là sứ đạo nhiều lắm phải không thưa ông? Cái sứ đạo Hải Đông Tây bây giờ, cái nhà thờ đó kể như là cái tòa giám mục thứ hai ở Sài Gòn. Thì tất cả những các cái dòng mà lễ tấn phong các linh mục á, không có chỗ nào mà rộng rãi mà làm được á, thì cha Phạm Quốc Tuấn là trước ở sứ Thế Bình, bây giờ ra coi sứ Hải Đông Tây, thì cha mời tất cả các dòng có nhu cầu thì đến cha mở cửa để đón tiếp. Thưa ông, thực hiện cái hang đá Bethlehem này thì ông cần những cái vật dụng như thế nào và có mắc tiền lắm không thưa ông? Từ cái hang đá này thì làm thì không mất gì, kể ra chỉ bỏ công ra làm cho nhà thờ thôi. Thì mua như hôm đó mua bằng này cây thông thì họ cũng lấy giá đặc biệt không phải thuế. Bằng này cây thông đẹp như vậy mà mua hết có 600 bạc. Rồi riêng hang đá trong nhà thờ thì cha mua hai cây thông đó là 1.500. Bốn cha con tôi với các anh em trong giáo xứ hộ dựng lên. Rồi chị Quyền là cả vợ của anh, cô Huệ là vợ của anh hội đồng, chủ tịch hội đồng đây đó, no thắp đèn với cô Trang. Rồi đây là bốn cha con đi làm hết 3 ngày. Mỗi năm thì cái hình thức hang đá hình như là có thay đổi. Dạ có khác nhau, từ hồi cái hang đá này kể hang đẹp nhất từ hồi đó giờ cho đến năm nay. Chứ hồi chưa làm phía kia thì nó có vẻ trống trải lắm. Rồi anh Hòa là họa sĩ, anh vẽ bức tranh đó. Bức tinh thần đó là vẽ hết 4 tiếng đồng hồ. Rồi con thì nó làm cái dàn này, ghép cái này kia rồi bắt đầu sơn nó trong đó. Vậy mỗi mùa Giáng sinh mà về đó, khi mà ông thực hiện tái hiện lại cái khung cảnh hang đá Bethlehem thì ông có cảm nghĩ gì về mầu nhiệm của hai nhập thể xuống thế làm người trong một cái khung cảnh mà nghèo hèn như vậy thôi? Mỗi một lần làm hang đá thì tôi nhớ đến thời thơ ấu. Và tôi nghĩ đến Chúa trên trời xuống mà trong hang đá mà nghèo hèn mà thương viện thương nhân loại. Tôi cứ nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ thì tôi không biết là mắc nợ Chúa nhiều lắm. Mình phải làm việc cho nhiều. Chứ thực ra mình không có công bồi hậu gì mà Chúa trả hết. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị phóng sự đêm Giáng sinh tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc cũng như nhiều may mắn.